Hello anh chị, mình đã trở lại với kênh Nhà Đất Bên Em nha. Thì trong video clip ngày hôm nay em Duy sẽ gửi đến quý anh chị mình thêm một sản phẩm nhà và phố giá rẻ của anh chị. Và căn nhà của mình ngày hôm nay đặc biệt là sổ hồng riêng nha, và đã hoàn công rồi luôn. Vị trí căn nhà của mình ngày hôm nay anh chị là nằm ngay trục đường Đinh Đức Thiện nha. Từ chợ Bình Chánh mình di chuyển vào nhà khoảng 2 cây rưỡi nha quý anh chị. Thì từ trục đường Đinh Đức Thiện á, mình di chuyển vào nhà đúng có 200m thôi nha. Và đường phía trước nhà của mình ở đây là đường ô tô quý anh chị. Hiện tại đây là còn là đường đá nha, thì sắp tới khu này sẽ trải nhựa cho quý anh chị mình nha. Đường trước nhà đây là đường 6m nha anh chị. Và mẫu nhà của mình ngày hôm nay thì em giới thiệu cho mình á là một mẫu nhà thiết kế theo kiểu máy hợp hiện đại nha. Rất là đẹp trong năm 2024 nha anh chị, và được rất anh chị mình rất là ưa chuộng nha. Thì mẫu nhà của mình ngày hôm nay là được diện tích là ngang 5 dài 18m nha anh chị. Công năng á là gồm 3 phòng ngủ nha và 3 nhà vệ sinh luôn. Phía trước nhà của mình ở đây á thì có vỉa hè cho mình luôn nha. Rất là tuyệt vời luôn. Thì đây quý anh chị mình có thể đậu xe nè. Rất là thoải mái nha. Và trước nhà ở đây thì em Duy có xin đồng hồ nước riêng hết anh chị. Điện riêng nước riêng hết nha. Thì giờ em Duy mời quý anh chị mình tham quan nhà đi. Thì một lát nữa trong video clip á thì mình sẽ báo giá chi tiết cụ thể cho anh chị mình biết luôn. Thì ở đây á thì trước khi bước vào nhà mình em có trang bị cho mình một lớp cửa cổng anh chị. Cửa được làm bằng sắt hợp nha. Có các CNC này chạm khắc nhìn rất là đẹp nha. Lớp cửa sơn tông màu trắng và màu xám anh chị, nhìn rất là nổi bật luôn. Sân của mình ở đây á thì sân đây thì rất là rộng anh chị. Giờ đây quý anh chị mình có thể đậu được một chiếc ô tô từ 4 chỗ nha. Vọng vọng này rất là thoải mái luôn. Gạch đó thì em Duy ốp gạch sạch sẽ hết cho mình đây. Mặt dựng thì quý anh chị mình nhìn ngắm một lần nữa nha, rất là đẹp luôn. Bước vào phía bên trong nhà đây á thì em cũng trang bị cho mình thêm một lớp cửa sắt anh chị, cửa 4 cánh luôn và đi chung với kính cường lực nha. Vậy quý anh chị mình làm thêm bộ vèm ở mình tăng điện tư. Nhà mình ngang 5 nha anh chị, dài 18m nha. Đặc biệt là tặng hết toàn bộ nội thất cho quý anh chị mình luôn. Đây sẽ là khoảng khu vực phòng khách đây nha anh chị. Rất là rộng rãi luôn nè. Em Duy trang trí cho mình là ốp PVC rồi kệ tủ nè, rồi cầu thang. Đặt cặp bên vách cho mình nha. Sofa đây thì được tặng cho anh chị mình luôn, một sofa màu kem nha, nhìn rất là đẹp luôn nha. Đây thì có kệ tủ cho mình rất là nhiều luôn, như quý anh chị mình có thể trang trí đồ lưu niệm, rượu bia kệ tủ nè, rất là đẹp nha. Nhà của mình ngày hôm nay thì được thiết kế theo kiểu không gian mở anh chị. Phòng khách nó tiếp sẽ là phòng bếp luôn. Bếp ở đây thì anh chị mình thấy đó, thì em có trang bị cho mình là tủ bếp trên, tủ bếp dưới nè. Nội thất ở đây thì rất là đẹp nha anh chị. Mặt bếp đây thì như dán đá mắt vuông đen cho mình. Bồn là bồn inox 304 nha. Ở đây thì có một cái quầy bar cho anh chị mình nha. Rất là đẹp luôn. Phía trên thì có những cái đèn chùm thả xuống anh chị, hình rất là ấn tượng nha. Ở đây thì em Duy có tặng mình thêm một bộ bàn ăn nè. Sau ghế ở đây. Phía trên trần thì cũng là trần thạch cao cho mình. Ở đây thì quý anh chị mình có thể về để một cái tủ lạnh đây nè. Vị trí này rất là phù hợp luôn nha. Và không gian đây thì em Duy thiết kế cho mình một cái giếng trời anh chị. Rất là sáng luôn. Từ trên tầng 1 xuống đây luôn nha anh chị nha. Rất là tuyệt vời. Và thiết kế căn nhà mình thì có một cái toilet nha anh chị, sử dụng chung luôn ở dưới tầng trệt nha. Đầy đủ hết trang thiết bị cho mình, ở mình cạo sạch sẽ luôn. Và cạnh bên đây là phòng ngủ dưới tầng trệt nè, dành cho ông bà nha. Anh chị mình hoặc là trẻ nhỏ không lên lầu ở góc này rất là thoải mái luôn. Có một cái cửa sổ đây nha, rất là sáng nha anh chị. Ở PVC và đường dây CB máy ống lạnh, máy ống đồng máy lạnh thì đủ hết cho mình nha. Có đèn ngủ luôn anh chị. Cửa phòng ở đây thì em Duy tất cả là cửa gỗ anh chị. Một lớp cửa rất là đẹp nha. Thì căn nhà này thì với mức giá tổng luôn thì anh chị mình nghe rất là ngạc nhiên luôn. Với mức giá tổng chỉ có 2.500.000.000 nha quý anh chị. Giá rất là rẻ cho một căn nhà đẹp như thế này. Diện tích là ngang 5 dài 18, đặc biệt là tặng full nội thất nha. Sổ hồng riêng mà đã hoàn công rồi nữa. Thì vị trí ở đây thì rất là đắc địa nha, nằm kế bên chợ nè. Khu công nghiệp trường học cách nhà mình khoảng 500m thôi nha quý anh chị. Thì trên màn hình theo lại số điện thoại của em, thì quý anh chị là mình quan tâm mẫu nhà ngày hôm nay thì cứ liên hệ với em. Đặc biệt căn nhà này là sổ hồng riêng thì có hỗ trợ vay nữa. Thì anh chị mình đưa trước khoảng tầm 900 đến 1 tỷ thôi nha là mình có thể sở hữu căn nhà ngày hôm nay luôn. Ngân hàng hỗ trợ cho mình 50 đến 70% giá trị căn nhà luôn nha. Rồi thì anh chị là mình quan tâm thì cứ liên hệ với em. Rồi mời mọi người tiếp tục vào trên tham quan nè. Và trên đây là trên khoảng không gian cầu thang mình đi lên tầng 1 nha anh chị. Ở khu vực này thì mình có lắp đèn trang trí cho mình nè. Bên đó thì có một cái cửa sổ nha. Rất là sáng luôn. Đây thì có PVC cho mình rất là sang trọng nha anh chị. Trên tầng 1 mình bao gồm sẽ là 2 phòng ngủ nha và 2 nhà vệ sinh. Và sẽ có một thêm khoảng không gian phòng thờ nữa nha quý anh chị. Phòng thờ ở đây thì rất là rộng rãi cho mình nha. Đây quý anh chị mình sinh hoạt chung cũng được nè. Ở phía trên thì có đèn trang trí cho mình. Bên đây thì có khoảng giếng trời phía trên đây nha anh chị. Rất là sáng luôn. Dội từ trên xuống dưới tầng trệt luôn nha. Rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Rồi tiếp đến thì em Duy mời quý anh chị mình tham quan căn phòng ngủ thứ nhất nè. Đây phòng ngủ trên tầng 1 mình nha anh chị nha. Rất là rộng rãi luôn. Phòng thì đây quý anh chị thấy đó, có đường dây thôi mới lạnh hết rồi nè, ống đồng rồi trần là trần là phong thạch cao anh chị. Đây thì thiết kế cho mình một cái là bồn rửa mặt anh chị, có gương cho mình và có chỗ anh chị thấy lấy sáng lấy gió vào và kèm một toilet nha, sử dụng chung luôn ở trong phòng ngủ mình nha. Tất cả hệ thống cửa của mình đều là cửa gỗ anh chị. Thiết kế cho mình một cái vòm mái nè, nhìn rất là đẹp nha.
Tiếp đến đây sẽ là phòng ngủ master của mình nha anh chị. Đây thì cũng có nhà vệ sinh khép kín trong phòng ngủ luôn nha, đầy đủ hết trang thiết bị cho mình, ở bệt cao sạch sẽ luôn. Và căn phòng master đây thì có hướng cửa ra ban công nha, ban công là như đổ suốt cho mình. Ở cửa thì là cửa sắt anh chị, phía trên thì có PVC cho mình luôn. Ở phòng rất là rộng rãi nha. Và cái nhà này thì em đi xin nhắc lại nha, với diện tích là ngang 5 dài 18m. Nhà của mình thì được thiết kế là một trệt một lầu anh chị, công năng là gồm 3 phòng ngủ nha và 3 nhà vệ sinh luôn. Với mức giá tổng của nhà này là 2.500.000.000 nha quý anh chị, sổ hồng riêng. Ngân hàng hỗ trợ vay lên đến cho mình là 70% giá trị căn nhà nha. Thì là chính quý anh chị mình đưa trước khoảng tầm 900 đến 1 tỷ thôi nha, là mình có thể sở hữu căn nhà ngày hôm nay luôn. Ở vị trí căn nhà của mình ngày hôm nay là nằm ngay trục đường Đinh Đức Thiện nha anh chị, từ chợ Bình Chánh mình di chuyển vào nhà khoảng tầm 2.5 cây thôi nha. Ở rất là gần luôn, và từ trục đường Đinh Đức Thiện mình vô nhà khoảng tầm có 200m thôi nha quý anh chị, rất là gần luôn. Thì trên màn hình thì lại số điện thoại của em, thì quý anh chị nào mình quan tâm mẫu nhà ngày hôm nay thì cứ liên hệ với em. Rồi thì cuối video thì em cũng xin chúc anh chị mình xem clip vui vẻ nè, thành công trong việc, và hẹn anh chị mình ở những video clip tiếp theo ạ.